Tại Vĩnh Phúc thì lực lượng chức năng mới đây đã dập tắt vụ cháy xe ô tô và phát hiện là có một thi thể bên trong. Nhận được tin báo xảy ra cháy xe ô tô ở thôn Quảng Cư, xã Tam Phúc, huyện Vĩnh Tường, lực lượng chức năng của tỉnh Vĩnh Phúc nhanh chóng có mặt tại hiện trường để dập tắt đám cháy. Sau khi ngọn lửa được dập tắt thì lực lượng chức năng đã phát hiện một thi thể bị cháy đen ở vị trí ghế lái. Công an tỉnh Vĩnh Phúc cho biết, đơn vị đang phối hợp với Viện Khoa học Hình sự Bộ Công an khám nghiệm tử thi, xác minh danh tính nạn nhân và điều tra nguyên nhân vụ cháy.